Nằm trong kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát trật tự an toàn giao thông các tuyến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, mới đây đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công an huyện Tuy Phong tuần tra kiểm tra các phương tiện đang hoạt động vận tải hành khách tuyến Hòn Cao. Tuyến Hòn Cao là một trong những tuyến thủy nội địa lớn của tỉnh. Ở đây có 3 phương tiện thủy đủ điều kiện đang hoạt động chở khách. Trung bình mỗi tuần, các cano du thuyền này đón khoảng 500 lượt khách từ bờ ra đảo Cù Lao Câu. Cao điểm có thể lên đến 1.000 lượt vào mùa biển êm. Ngoài ra, tuyến thủy này còn lại một số phương tiện hoán cải khác hiện đang dừng hoạt động do chưa có giấy phép kinh doanh và đăng ký đăng kiểm phương tiện. Hiện nay, khó khăn nhất trong hoạt động vận tải hành khách ở tuyến Hòn Cao là bến bãi chưa ổn định. 3 thuyền chở khách du lịch này phải neo đậu tạm trong khu vực cảng cá thị trấn Liên Hương từ nhiều năm qua. Luồn lạch bị bồi cạn, nhiều thời điểm thủy triều xuống khiến quá trình di chuyển của các phương tiện chở khách gặp trở ngại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ bản hoạt động giao thông đường thủy tại tuyến Hòn Cao đảm bảo ổn định, đáp ứng tốt các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Bên công ty cũng luôn luôn nhắc nhở anh em lái tàu phải đảm bảo an toàn, sóng gió là không được đi. Đặc biệt người thuyền trưởng khi mà điều khiển phương tiện là không có nồng độ cồn, tàu phải chở đầy đủ, có áo phao, phao cứu sinh, rồi bình chữa cháy, chở đúng khách, không có được chở quá số lượng và tốc độ chạy cũng phải an toàn. Nhìn chung thì các cái phương tiện hiện nay đang cái hoạt động chở khách ra đảo thì qua kiểm tra thì các phương tiện đều đảm bảo an toàn kỹ thuật. Phao cứu đắm cứu sinh thì trang thiết bị thì đầy đủ, cũng không có chở quá số lượng quy định cho phép. Được biết, thời gian tới sẽ có thêm một số thuyền lớn đăng ký hoạt động trên tuyến Hòn Cao để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách, góp phần nâng tầm và phát triển du lịch tại địa phương. Do đó, tuyến đường thủy nội địa Hòn Cao còn được ngành chức năng và chính quyền địa phương quan tâm đến vấn đề bến bãi neo đậu. Cụ thể là phải có khu vực riêng dành cho tàu khách hoạt động một cách an toàn, quy củ. Đồng thời, công tác tuần tra kiểm soát cũng cần phải siết chặt hơn, thường xuyên hơn để đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.